À, thì hai đứa đem bôi không? Đấy, cao thấp tuổi tác không thành vấn đề đâu nha. Hay là... Chào mợ ạ! À. Thằng kia, chụp bộ cái ảnh ấy. Đây, đây, đây. Nè, sắp vào. Nào, nhanh đồ không? Huy ơi, đón khách của anh Long này. Wow! Ba mơ. Ôi, đây rồi, đây rồi. Các bạn ơi. Ôi, ôi này xinh. Ôi, hôm nay anh đẹp. Ôi, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Mọi người, chị Sơn ơi. Đẹp quá. Đẹp không, đẹp quá. Quá đẹp. Mà hôm nay ai cũng đẹp nhá. Chết. Đến nhà bạn mà lại. Hôm nay đẹp quá. Mới nè. Đúng là trẻ quá mức quy định rồi. Tóc đâu rồi, chuẩn, chuẩn, chuẩn. Áo rồi, áo rồi. Tóc mạnh nào. Chụp đi, chụp đi. Này, cầm cái gì? Không được, không được. Sa cầm vậy, sa cầm vậy. Thi, thi, thi. Nhờ thi đi. Con ơi, con chửi các mẹ một kiểu đi con. Cô là thích cháu chụp ảnh lắm đấy. Đẹp thế. Hồi sợ đấy. Cô đúng là lợi dụng đấy. Nào, các mẹ người lên nào. Chưa thả tim. Một, hai, rồi ạ. Đấy, là mẹ nữa rồi ạ. Chào các cô. Chào anh ạ. Chào anh Khang ạ. Đang đông khách khứa thế, em nói tiếp đi. Nhưng em các bạn. Chồng nói là phải nghe. Ok, ok. Okay. Đang chụp ảnh nha. Đang chụp với bọn em thì phải đi bảo tiếp khách đi. Đi đi bảo đi. Mau vào nhá. Chẳng lấy ghi được chụp ảnh với chồng của bạn. À, chú cả, chú cả. Chú vào chụp ảnh với các bạn của nhà tôi. Tôi vào đây à? Ừ, vào đây đúng không? Đứng em đây chụp ảnh ạ. Dạ. Đứng ở đây ạ. Ở đây Xuân ơi. Xuân, đây đâu em tôi vào đây. Đi, 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 đi. Con chụp cho mẹ bác một kiểu. Vâng ạ. Đã nghĩ được ra lời chúc nào chưa? Trời, ta nghĩ thừa chứ quê. Chúc dâm dâm tâm mình rồi. Sao? Đại diện cho họ nhà mình thì bây giờ. Ông đọc thì xem nào. Chúc mừng mừng từng công của câu nào. Trong bếp vừa chị vào dọn em với nhá. Chúc chưa? Ba xuống rồi đấy ạ. Ba xuống rồi đấy ạ. Dạ. Chúc cụ thượng thọ an khang để cho con cháu họ hàng đều vui. Hôm nay mừng thọ cụ rồi. À, đề nghị mọi người nhiệt liệt vỗ tay. À, được mọi người đến chúc thọ đông vui như thế này, thực sự tôi tham lam lại muốn sống đến 100 tuổi đấy à. Bà làm sống hơn 100 tuổi bà. Bà ngồi đi bà. Con chúc thọ cụ ạ. Con chúc cụ là sống lâu 100 tuổi và luôn là chỗ dựa cho con. Ôi cháu ạ. À. Vâng, con chúc cảm ơn chị. À. Cho con ôm cụ một cái ạ. À. Con xin phép cụ ạ. À. Vâng. Cụ ơi, con chúc cụ luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ạ. À. Vâng, chị ra, dạ. Chị cẩn thận quá. Bà ơi, con tặng bà bức tranh ạ. À. Ừ, bà treo ở trong phòng ngủ bà nhá. Ừ. Để lúc nào bà cũng cảm thấy bình an ạ. À. Ừ, cảm ơn cháu nhá. Bà ơi, cháu đây. À, chúc bạn à luôn luôn là an nhiên tĩnh tại, mạnh khỏe hạnh phúc và nguồn năng lượng lớn tung của cả nhà luôn. À. Vợ chồng tôi chúc thượng thọ cụ sống trăm tuổi. Vâng ạ, vâng, cảm ơn ông bà. À, chúc bà bình an mạnh khỏe, trẻ mãi không già. Vâng ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Thượng thượng thọ sống bên con cháu hạnh phúc dài lâu. Vâng ạ. Cảm ơn các anh các chị. Nam, Nam, lên đây với bà. Vâng ạ. Ôi, bà xinh thế. Mà tặng bà này. Ừ. Giàu đấy bà. Mộc mạc thế. Ừ, cảm ơn Nam. Lúc nào cũng quý bà nhất đấy nhờ. Mình đi vào tặng cụ nhỉ. Cụ ơi, cụ, có con. Chuyên ngành của bố con là đơn giản tặng cụ à? Nội ở dưới quê là dân cụ đôi hạc à. Tặng ơn à. Lúc nào tôi cũng hướng về quê cha đất tổ đấy à. Đúng rồi à. Ngạc nhiên đấy chứ lệ. Ăn ý lớn nhỉ. Bà ơi, anh em cháu chúc bà mạnh khỏe, sống được 100 tuổi mà nhé. Vâng. Bà ơi, bà phải sống thật là lâu vào để chúng cháu còn báo hiếu bà nhá. Không phải là chỉ có nói đâu mà phải làm đấy nhá. Anh Long phải cho bà chắt để bế này. Còn anh thì phải về công ty làm với bố, với anh. Đấy là món quà lớn nhất đối với bà đấy kia. Thế à? Thế bà sinh nhật tiếp với cháu về công ty làm luôn đấy. Trời ơi. Mẹ ơi, vợ chồng con
có món quà tặng mẹ. Chúng con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe với con cái ạ. Cảm ơn con. Này, phải đến 2 cây ấy nhỉ. Mẹ ơi, nếu mà mẹ thích, thượng thọ sang năm con lại tặng mẹ ạ. Em mời bác ra đây để em báo cáo với bác một việc. Cái này nó cũng tế nhị lắm. Ông ơi, ông nói gì nó nên nhiên không bà lại tưởng thấm tụt cái gì. Tưởng tưởng cái gì? Với việc tiền nong nó phải từ từ. Báo cáo với bác, cái khoản tiền bác đầu tư cho cái dự án dưới quê em cũng đã làm xong và quyết toán từng phần một, em mà gửi bác để bác nắm được ạ. Cái này thì chú lúc nào cũng rõ ràng, chú đáo rồi. Vâng. Ông đầu tư cho con xe này là con mắt vô cùng sáng suốt, nhìn xa trông rộng. 6 giờ sáng con đón bọn trẻ con đi học, 7 giờ đón công nhân đi làm, 4 giờ chiều đón bọn học sinh về, 5 giờ chiều đón công nhân đi làm về. Cái quãng giữa ai mà có nhu cầu đi tham quan du lịch ấy, lễ chùa là con nhận tất. Vâng, con làm gì con nhiều thời gian đâu. Kín lịch đi ông ạ. Vâng. Ông cho con xe 16 chỗ nữa đấy ạ. Nhưng mà để làm gì? À, để con mở thêm cái dịch vụ không mong muốn cho những người đã khuất ạ. Nhưng mà bận như thế rồi thì ai lái? Thì bọn con phải đi thuê. Cái bọn lái công nông ở làng thất nghiệp đây ra đấy. Dạ vâng, đúng rồi. Để tiến tới bọn con còn thành lập công ty. Vâng, báo cáo với bác là các cháu nó đang có ý tưởng là nâng cấp thành công ty. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Dạ báo cáo với ông là cái ý tưởng tôn tạo nghĩa trang còn không nghĩ nó lại thành công đến thế. Con chỉ việc xén cỏ này, gieo vừng rạc lạc, thế là chim chóc ở đâu nó cứ ầm ầm nó bay đến, cây cối cứ đơm hoa kết trái, thế là bây giờ cái nghĩa trang nó trở thành nơi đáng sống cho những người đã khuất. Vâng, đúng rồi ạ. Bây giờ giới trẻ nó có cái sở thích rất là kỳ lạ. Vâng, phải nói là quái dị. Rất thích vào nghĩa địa để check in check out. Vâng, thế là thôi, mỗi một người vào con thu thêm 10.000, thêm được một khoản thu nữa, con ghi rất chi tiết trong này. Đây con gửi ông ạ. Khoản này tôi giao cho chú sung vào quỹ của họ. Vâng. Để tiến tới các xuất đình cũng không phải đóng nữa. Vâng, bác tốt là chỉ đạo như thế này em cứ thế em làm. Nhưng mà tôi cũng dặn này. Vâng. Làm gì thì làm, nhưng cũng đừng làm mất đi sự tôn nghiêm ở những nơi như thế. Báo cáo với bác, từ ngày mà bác đầu tư cho các cháu nó làm ăn phát triển cũng là nỗi mừng cho họ. Thế nhưng mà em cũng nghiệm ra rằng là bất kỳ ở nơi nào, vùng sâu hay vùng xa mà cứ chăm chỉ cần cù chịu khó thì cũng tạo ra sản phẩm, cũng là nơi đáng sống ạ. Không tự được tự cường đấy ông ạ. Để xin phép bác nhá. Dạ, đi ông ạ. Đi về cái cháu. Cảm ơn ông ạ. Mình đây à? Chị Sâm ơi, ừ? Chị thấy mẹ em đâu không? Vừa mới thấy ở đây, chắc là chạy đi đâu đấy. Bác cảm ơn nhé. Dạ vâng. Mệt lắm không em? Không. Hôm nay mẹ vui, anh vui, là em vui rồi. Khách khứa đông, chịu khó một chút nhé. Lần này em quyết tâm thu phục mẹ. Đồ ôi! Mày cướp chồng tao! Mẹ! Mày giết tao! Mẹ ơi! Tăng quạt vui! Tăng quạt vui! Kìa mẹ! Tăng quạt vui! Mở ra! Mẹ ơi! Mở ra! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Quyên, con đây rồi. Quyên, con đây, mẹ ơi bình tĩnh. Con đây, con có làm sao không? Chú nó có đánh con không? Con không sao, mẹ đừng lo. Nào, giúp bác đưa bà lên phòng nhé. Vâng. Đúng. Mẹ ơi, mẹ ơi, bình tĩnh. Con đưa mẹ lên phòng nhé. Mình lên phòng, đi. Đưa bà lên phòng đi con. Lên đi. Mẹ ơi, kiếp trước mình nợ mẹ cái gì? Nhưng mà sao mẹ anh hảo vừa thế này? Bà biết bệnh của bà rồi mà. Thôi, lên thay đồ đi. Kẻo ốm bây giờ đấy. Chị cũng lên thay đồ đi.
người thứ ba xuất hiện rồi đấy. Làm gì thì làm, đừng để mình trở thành kẻ thua cuộc. Đừng khóc nữa. Tắm rửa đi, thay quần áo cũng ốm bây giờ. Anh có biết, trước mặt bao nhiêu người, mẹ mắng chửi em chẳng thiếu thứ gì cả. Em không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa. Thì bà bệnh mất kiểm soát nên mới nói năng hành động như thế, thì em cũng chấp làm gì. Nhưng mà có ai biết mẹ mình lẫn đâu. Mọi người chỉ nghĩ em là người đàn bà lăng loàn, hồ ly chín đuôi thôi. Mà từ ngày lấy anh ấy, em làm gì có ai. Em chỉ có chót dại với anh cho nên đời em nó mới khổ như thế này. Hay nhỉ. Mà cũng có ai đâu. Cái Nam cái Sâm nó đều biết bệnh của bà rồi. Quan trọng là anh và các con đều hiểu em. Thế còn gì nữa. Anh không ở địa vị của em, anh không thể hiểu được. Cứ 2-3 ngày mẹ lại lôi em ra làm một trận như thế này, làm sao mà em sống nổi. Thế qua cái lúc đấy mẹ lại tỉnh táo bình thường, thế chẳng nhẽ lại đưa mẹ vào viện à? Em không biết đâu. Vì anh, vì con, vì gia đình em đã nhịn nhục như thế là đủ lắm rồi. Nếu mà anh không tính ý, có thể em sẽ bỏ nhà ra đi đấy. Thôi, không nói lung tung nữa. Tắm đi, không ốm bây giờ. Mẹ ơi, bánh giò tới rồi. Quyên ơi, mẹ bảo này. Ra đây. Dạ. Đẹp không? Đẹp ạ. Mẹ để dành làm của hồi môn cho con đấy. Đưa mẹ đeo thử cho con nào. Mẹ đeo thử. Dạ. Ôi, đẹp quá. Con gái mẹ xinh thế. Bây giờ mình có tiền rồi, không sợ gì hết. Bố con có đuổi đi, ba mẹ con mình cũng không sợ chết đói. Các con có ốm đau, mẹ cũng có tiền mua thuốc. Thằng Khang không phải vác giá đi vay gạo nữa. Chứ cứ thấy các con cơm ăn chưa khỏi miệng, đã phải đi làm thuê cho người ta, mẹ thương lắm. Mẹ đừng buồn nữa, cũng không phải lo lắng gì cả. Giờ nhà mình không ai phải khổ nữa rồi. À mẹ ơi, mẹ cất đi cho con nhá. Cất đi cho mới á. Cất đi à? Ừ, để mẹ cất đi. Không nhỡ à người ta lại lấy mất. Đúng rồi. Cất hết đi. Mẹ cất đi nhá. Mẹ ra ăn bánh đi. Con ăn đi. Nào, mẹ ăn đi. Con ăn một miếng đi. Chị, bánh bao. Mẹ ăn đi. Một cái của mẹ, nhưng mà mẹ chưa ăn. Em lấy cho chị nhá. Chị ơi, chạy đi. Mày đứng lại. Mày lại xúi em về lấy bánh có đúng không? Em nó bé, nó không ăn được cơm. Tao mua cho nó có mấy cái bánh mà mày cũng lừa ăn của nó. Con không lừa nó, con không xúi nó lấy cho con. Là nó tự mang. Lại cái. Học hay ho tốt đẹp ở đâu thì không học, toàn học những cái mất dạy. Ngu lắm cơ. Mẹ mua cho mấy cái bánh để giữ lại mà ăn. Cái gì cũng đem cho nó. Không đem nữa. Thế sao lúc nào mẹ cũng chỉ mua cho nó? Thế sao mẹ không mua
này láo nhở? Mất dạy, láo tét này. Học ở đâu có thói mất dạy đấy hả? Hả? Tao dạy mày như thế hả? Hả? Mất dạy này. Bố, mẹ đây mà. Bố. Ra ngoài. Nhanh. Có bố đây. Con ăn đi. Từ từ không em. Con làm sao đây? Con chỉ muốn ôm mẹ thôi. Ôi, con gái mẹ sắp lấy chồng rồi còn làm nũng. Lần trước tôi có đưa bà vào khám, nhưng anh đi công tác nước ngoài nên không gặp được. Tôi đã xem kỹ bệnh án của bà rồi. Tình trạng suy giảm trí nhớ ở người già chỉ có thể dùng các biện pháp trị liệu để kìm hãm, chứ không thể phục hồi. Chính vì thế hôm nay tôi mới phiền anh. Gần đây tình trạng bệnh tật của mẹ tôi ngày càng xấu đi. Bà thường xuyên có những hành động mất kiểm soát, thậm chí gây tổn thương đến những người xung quanh. Thực sự tôi rất bối rối, không biết phải làm thế nào cả. Bệnh suy giảm trí nhớ người già còn gọi là bệnh gia đình anh ạ. Bởi tình trạng căng thẳng kéo dài của các thành viên trong gia đình khi chứng kiến người thân của mình đang dần dần suy giảm sức khỏe. Nếu như anh không thể chăm sóc được cho bà, anh cũng có thể tính đến phương án thuê người có chuyên môn hỗ trợ chăm sóc, hoặc cũng có thể đưa bà vào bệnh viện. Chăm sóc một người bị rối loạn trí não sẽ áp lực hơn rất nhiều so với việc chăm sóc một người bị chấn thương ngoại khoa. Nếu như anh vẫn muốn để mẹ ở nhà chăm sóc, thì ngoài yêu thương, các thành viên trong gia đình phải rất kiên nhẫn với tình trạng bệnh tật của bà. Tuy nhiên tôi cũng phải cảnh báo anh, phức tạp mà bà sẽ gây ra sẽ ngày càng lớn hơn. Các thành viên trong gia đình rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Anh về rồi đấy ạ. Anh uống cốc nước cho đỡ mệt. Mẹ tôi hôm nay thế nào? Cụ vẫn ở trên phòng. Chắc hôm nay cụ mệt ý. Từ sáng đến giờ tôi dỗ mà cụ chả chịu ăn uống gì cả. Thế nhà tôi đâu? Chắc là vẫn còn giận. Từ sáng đến giờ đã ra khỏi phòng đâu. Trưa tôi phải mang đồ ăn lên đấy. Anh uống cốc nước đi. Cảm ơn chị. Cụ già rồi, lại bệnh tật, thế nên mới thế. Mình phải bỏ qua đi chứ nhỉ. Chứ chị Xuân lại giận, làm cụ lại buồn ý. Có mỗi một cô con dâu chứ có nhiều nhạc gì đâu. Bác sĩ nói bệnh tình của cụ thế nào hả anh? Mẹ, chị Bích nói cả ngày hôm nay mẹ không ăn gì, cứ ngồi chơi tam cúc là sao? Mẹ thấy yếu lắm rồi. Chắc ông bà tổ tiên muốn đưa mẹ đi đấy. Đêm ngủ mẹ toàn mơ thấy cây quyên. Chỉ con chờ mẹ lâu quá rồi, mẹ nên đi mới phải. Mẹ đừng có nói như thế có được không ạ? Mẹ còn khỏe lắm. Mẹ còn sống đến 100 tuổi ấy chứ. Mà bà phải sống lâu để còn chứng kiến thằng Long, thằng Huy nó lấy vợ, để bà còn lấy chức cụ chứ. Mẹ già rồi, sống thêm ngày nào phiền con cháu ngày đấy. Chắc các anh các chị cũng chán nhìn thấy bà già suốt ngày rên rỉ chuyện này chuyện kia lắm rồi đấy nhỉ. Kìa, sao mẹ lại nói thế? Có ai nghĩ như thế đâu ạ. Đấy, có bao giờ thấy ló mặt ra khỏi phòng đâu, có quan tâm đến mẹ chút nào đâu. Hôm nay trời trời, nhà con kêu đau đầu chứ không có ý gì đâu ạ.
ốm đau gì lại cái kiểu công chúa đứt tay ăn mày sổ ruột. Tôi còn lạ, chiều quá hóa hư. Thôi, chia lại đi, con chưa với mẹ. Hôm nay con được nghỉ à? Hôm nay con rảnh mà. Nào, đây. Anh thấy chưa? Trong mắt mẹ, lúc nào em cũng không làm mẹ hài lòng. Có ai như em không? Gần 50 tuổi vẫn phải nhìn mặt mẹ chồng để lựa mà sống. Thì mẹ cũng chỉ muốn được quan tâm nhiều hơn. Người già ai chẳng sợ cô đơn. Em chịu khó gần gũi mẹ hơn một chút, hai mẹ con mà hiểu nhau thì việc gì chả giải quyết được. Thế anh tưởng em không muốn à? Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng em làm cái gì cũng khiến mẹ ngứa mắt. Đấy, rõ ràng là mẹ sai, nhưng mà bao nhiêu tội lỗi lại đổ hết đầu em. Lúc nào ấy, em cũng chỉ là kẻ xấu thôi. Nếu như em không thôi chỉ trích mẹ thì có lẽ chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện lại. Anh Khang, hôm nay em muốn nói rõ ràng tại đây. Một là anh đưa mẹ vào viện để điều trị, hai là em sẽ đi ra khỏi nhà. Anh không thể đưa mẹ vào viện. Được, vậy thì em sẽ đi. Đây không phải là việc chọn em hay là chọn mẹ. Anh không thể bỏ rơi mẹ được. Em đâu bắt anh phải từ bỏ mẹ. Em chỉ bảo anh đã đưa mẹ vào viện để người ta có phác đồ điều trị, để mẹ khỏe lại như ngày xưa thôi. Nhà có hai thằng con trai chưa vợ, em cũng không muốn người ta nghĩ rằng gia đình mình có người. Em có biết bệnh viện tâm thần là như thế nào không ạ? Chỉ muốn đẩy đi trách nhiệm, em đã tống mẹ vào nơi như thế sao? Bệnh của mẹ là phải ở nhà, ở gần con cháu, phải vui vẻ thì mới có thể thuyên giảm được. Mẹ đã một đời vất vả nuôi anh ăn học để có ngày hôm nay. Bây giờ già yếu bệnh tật lại đẩy mẹ vào viện cho người ta chăm sóc. Là người con, anh không thể bất hiếu như thế được. Anh biết, ngày nào em cũng bị mẹ chỉ trích tay nghiến. Chưa kể những lúc mẹ lẫn, mẹ đánh đập em. Nhưng với em, điều đó không quan trọng. Quan trọng là em muốn mẹ khỏe lại. Em muốn anh đưa mẹ vào viện để mẹ khỏe lại như ngày xưa, giảm bớt gánh nặng cho mọi người trong gia đình. Nhưng mà ngay cả anh, ngay cả anh cũng nghĩ về em như vậy. Vậy thì làm sao mẹ em sống ở đây được nữa? Được, anh cứ ở đây mà làm người con hiếu thảo đi, mặc xác em. Nếu cô chỉ nghĩ cho bản thân thì đi sống cho riêng mình đi. Còn ở đây là một gia đình, mọi thành viên trong gia đình này đều phải có trách nhiệm yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Mẹ sợ con thật đấy. Giờ này vẫn còn đùng đỉnh, con không thấy sốt ruột à? Hôm nay con mệt, mẹ để con yên đi. Con làm gì mà mệt? Nhà thằng Long có chuyện, con Nam nó lao vào giải quyết hết. Còn con, cả buổi chiều ở nhà cắt hoa tỉa lá, ung dung tự tại. Con định biến mình thành đứa vô dụng à? Mẹ, sao? Mẹ nói sai à? Con là một đứa có học vấn, xinh xắn, thế mà đi thua một đứa con bà giúp việc, con không thấy xấu hổ à? Mẹ con nóng nảy,
làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì con, muốn tốt cho con thôi. Cho nên con nhanh chóng mà tiến hành đi, đừng để sau này rồi trách mẹ là lấn sâu vào chuyện tình cảm của con. Thôi, bỏ cái bộ mặt đấy đi, thay quần áo, mẹ dẫn sang bên đó. Xuân đây à? Ô kìa, ô kìa, sao thế? Làm sao, có chuyện gì? Đi đâu mà vali thế này? Tôi khổ quá bạn ơi. Thôi được rồi, có gì thì từ từ nói nhá. Thi ơi, Thi, cô Xuân đến này con. Thôi đừng khóc nữa, cái Thi nó ra đấy. Cô xách vali vào cho cô con. Vâng ạ. Vợ chồng sống với nhau đầu gối tay ấp gần 30 năm. Dù ông ấy có mai một tình yêu với tôi thì cũng phải còn nghĩa chứ. Vậy mà khi tôi lỡ lời bảo đi, ông ấy bảo tôi đi luôn. Anh ấy nóng giận nên mới nói như thế thôi. Bạn để bụng làm gì? Trong đám bạn bè có ai được chồng yêu chồng chiều như bạn đâu. Bạn đừng có an ủi tôi. Tôi biết chứ, so với mẹ anh ấy thì tình yêu anh ấy dành cho tôi có là cái gì. Bạn nghĩ mà xem, phận phụ nữ chúng mình khi ở nhà chồng thật mong manh, sơ sẩy một chút là có thể trở thành người dưng ngay được. Cô, con pha trà tĩnh tâm, cô uống một chút đi ạ. Cảm ơn con. May có mẹ con, chứ cụ không biết đi đâu nữa. Cô cứ coi mẹ con như gia đình của mình nhá. Cô đến đây lúc nào cũng được. Mà này, tôi ở đây rồi đến chỗ bạn làm có được không? Bạn cứ đùa, làm ở chỗ tôi lương tháng không đủ cho bạn tiền tiêu vặt đâu. Tôi nói thật đấy, đến bây giờ tôi mới biết phụ nữ nên có sự nghiệp của mình, như bạn độc lập tự chủ như thế lại hay. Chứ như tôi bỏ dở việc học hành, ở nhà sinh được hai đứa con, an phận thủ thường ở nhà, nhưng cuối cùng vẫn bị khinh thường. Nếu bây giờ kể cả tôi có làm giúp việc thì tôi cũng có một khoản để tích lũy, khi ra đi cũng chẳng trắng tay thế này. Thôi đi, cứ làm như nói đi là đi được ngay ý. Lát nữa không thấy bạn về á, mấy bố con lại chả náo loạn lên đi tìm ấy chứ. Việc của bạn bây giờ nhá, là phải vui vẻ lên, ngồi chờ ba hoàng tử đến rước về, hiểu chưa? Tôi không về đâu. Tôi không muốn về cái nơi mà tôi không được tôn trọng. Tôi lên phòng đi nghỉ nhá. Nếu có ai gọi điện đến, bạn nói tôi không có ở đây nhá. Thi ơi! Dạ. Con đưa cô lên phòng nghỉ con. Vâng. Anh về rồi ạ. Anh ơi,
Không biết là bà có biết chị Xuân bỏ nhà đi không nhỉ? Mà bà cứ ở trong phòng, chả ra ngoài gì cả. Cả nhà chưa ai về đâu anh ạ. Chị Xuân cũng không gọi điện về dặn dò cơm nước gì. Em cứ chủ động, sẵn sàng hết cả rồi. Chị dọn cơm, rồi mời bà xuống ăn đi. Vâng. Bà xơi cơm luôn đi cho nó nóng. À, chị Xuân đâu? Đến giờ ăn rồi mà chưa biết lối về à? Ôi, bà nói thế làm con thấy lo lắng quá đấy ạ. Ôi, anh chị cãi nhau một trận to lắm, ôm sòm cả nhà cửa lên, thế mà tai bà. Chị nói như thế, chả hóa ra là tôi điếc à? À không, cái phòng trên đấy nó kín quá, tôi không nghe thấy gì. À vâng. Nhà con đi ra ngoài có việc, không ăn cơm nhà đâu mẹ. Con đặt bánh khoai, chắc người ta ship đến, để con ra lấy nhá. Alo, tôi ra đây. Này, nó lại giận dỗi bỏ đi chơi rồi chứ gì. Mẹ còn lạ gì tính khí nó nữa. Chiều quá hóa hư. Một đống tuổi trên đầu rồi mà vẫn chưa trưởng thành nổi. Hở ra là giận, hở ra là chạy ra ngoài than vãn với mấy con mẹ lắm điều. Rồi người ta cười cho, chẳng biết giữ thể diện cho chồng con gì cả. Này, lần này mẹ cấm không được đứa nào đi tìm nó đấy. Cứ phải một lần mạnh tay cho nó sáng mắt ra. Vâng ạ. Thôi, mẹ ăn cơm đi. Đấy, bên này ngon này. Đấy. Để mẹ gỡ xương cho nhá. Thôi, cứ để con mà. Hồi bé lúc nào chả phải gỡ xương thì mới ăn. Đây, miếng này nạc này. Thôi, nhiều quá. Thế đã bán được chưa? Được bao nhiêu tiền? Không phải lo, mấy cái thứ đấy á, nhà đầy, có ai để ý đâu. Với lại là con mụ Sâm đi về quê rồi, yên tâm đi nhá. Không được vào, cụ đang ở tầng 1 đấy. Thì tự nhiên có một cái con ăn xin, đến ngồi mãi chẳng chịu về. Thế là em cũng phải chờ này. Thôi đừng có dỗi người ta, tí nữa người ta đến nhá. Đúng ạ. Thế nhá. Thôi. Cái gì đấy? Cụ đang gọi kìa. Gọi làm gì? Mở cửa cho tôi về. Bạn à, lại đây nhờ tí. Ăn xin như chị mà. Cả đời này tôi thấy có một đấy. Có định đi về không? Đi. Ồ xin chị bị đách gì mà tinh vị. Tiền bán đồ đâu? À, đấy. Lần này được nhiều thế à? Này, quà anh đâu? Đây, quà đây, quà đây. Sâm này để bán nhá. Có biết đây là gì không? Cao khổ đấy. Em kiếm ở đâu đấy? Nhớ uống vào cho khỏe đấy. Được rồi. Màn chào hỏi đến đâu rồi? Em đã khất rồi còn gì. Ừ. Thì
Khi nào có lương em mời. Anh có đòi nợ mày đâu. Nhưng mà có người cần em phải trả nợ đấy. Ai nữa? Cái con bé này thông minh mà chậm hiểu thế. Anh đi thẳng vào vấn đề luôn nhá. Thế em đã làm cái lễ cảm ơn sếp Long chưa? Còn có cả vụ đấy á? Chứ còn gì nữa. Ở đây không giống như ở ngoài công trường đâu. Ở đây là em phải khéo léo, tinh tế, biết nhìn trên nhìn dưới. Tóm lại là bốn phương tám hướng. Cẩn thận thằng tóc dài ấy. Yên tâm đi, có anh ở đây rồi không phải lo. Này, quan trọng là ở trên gió to. Mà em biết là sếp mình tên gì rồi đấy. Em mời sếp Long sớm ngày nào ấy là tốt cho em ngày đấy. Đường xa mới biết con ngựa nó buồn cười. Hiểu không? Được. Chuyện nhỏ. Trưa nay em mời luôn. Chuẩn. Bữa ăn đi trước là bữa ăn khôn. Thế nhá. Ê, từ từ đã. Cái gì nữa? Anh có biết gu ẩm thực của sếp Long là gì không? Kiểu như là món gì sếp thích xong quán nào cũng sếp hay ngồi ý. Hỏi đúng người rồi đấy. Biết à? Để tạo mối quan hệ tốt đẹp với sếp, trưa nay tôi mời anh một bữa nhá. Cấm được từ chối. Ok, nhắn tin địa chỉ cho tôi. Trưa nay anh có hẹn đi ăn với anh Hoài đấy ạ. À, em hẹn ông Kha giúp anh nhé. Vâng. Em lấy thêm cà phê cho anh nhé. Em ơi. Thế là chị ạ? À, bàn chị đặt đâu? À, chị đặt bàn tên Nam đúng không ạ? Ừ. Có phải số điện thoại đuôi 96 đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, bàn của chị đây ạ. Ờ, à, chị cảm ơn em. Sếp. Mời sếp ngồi. Sếp cứ tự nhiên nhé. Có vẻ chịu chơi đấy. Ờ, chuyện mời sếp một bữa cảm ơn thì cũng phải ra gì vào này nọ chứ. Nhân viên nhiệt tình thế này, tôi săn hết mình thì không phụ lòng cô. À. Em ơi, menu. À, em gửi anh chị ạ. Gọi món đi. Anh là khách mà, anh chọn đi. Lấy cho anh món này. Anh chị vui lòng chờ một lát ạ. Vẫn chưa chọn được chỗ ngồi à mẹ? Nhà hàng lúc nào cũng vắng khách thế này hả con? Thì cũng phải có ngày nọ ngày kia chứ mẹ. Hay con về công ty làm đi. Bố con cứ chăn trở về điều này mãi mà mẹ cũng khó nghĩ. Thế mẹ thấy con làm nhà hàng này là lông bông à? Ý của mẹ không phải vậy. Công ty là sự nghiệp của cả gia đình.
bố muốn hai anh em cùng chung tay gánh vác. Chứ còn mở nhà hàng ra, mang tiếng là ông chủ này nọ, nhưng mà lần nào mẹ đến cũng thấy con tất bật ở trong bếp. Mẹ xót ruột lắm. Mẹ biết là con thích nấu nướng nên mới mở nhà hàng mà, chứ có phải là muốn làm ông chủ mở ra chơi đâu. Mẹ biết. Thế thì mẹ mới ủng hộ con. Đồ ăn ngon đấy. Cảm ơn cô. Sếp thấy ngon là tôi vui rồi. Em gửi anh chị hóa đơn ạ. Ô, em ơi. Dạ. Chai này chị mới uống khoảng 3 ly thôi. Tính tiền 3 ly được không? Dạ không được ạ. Rượu này mình đã gọi rồi thì phải tính tiền cả chai ạ. Thế à? Dạ vâng ạ. Lại còn thuế nữa. Thầy sếp à, anh có thể cho tôi ứng lương được không? Nửa tháng thôi cũng được. Ấy thôi. Tôi chỉ thử xem là sếp có hào phóng hay không thôi. Tôi có đủ để tôi. Bác sĩ à? Tôi mời mà lị. Đây, đây chị gửi. À, chị có thể mang chai này về được không? Dạ được ạ. Rồi ok, cảm ơn em. Em cảm ơn ạ. Ngon. Ngon sếp nhỉ? Giao Ly thế nào rồi? Sao mà mặt điều hưu thế? Khá quá nhỉ. Còn có cả rượu ngoại mang về nữa cơ đấy. À nhưng mà không ổn à. Không hết rượu ấy thì đồng nghĩa với việc là sếp không vui. Giời ơi. Bò à? Mình xin. Của anh cả. Tự nhiên nhắm mắt nhắm mũi nghe anh đến nhà sang chảnh. Xong giờ thủ ví luôn rồi đây này. Cái vụ khao cả phòng cũng tèo luôn nhá. Tèo là tèo thế nào? Chuyện nào ra chuyện đấy? Dạ, sếp ạ. Tôi đã thêm vài điểm trong phương án chỉnh sửa. Dạ. Cậu xem rồi bổ sung. Đúng giờ chiều của tôi. Dạ vâng ạ. Ôi trời, khá quá nhỉ. Ê, chữa nó cụt bằng rượu à? Bảy ngụm cho anh. Chính. Thôi đừng buồn nữa. Không phải ai mời mà sếp cũng đi ăn như vậy đâu. Nam ơi, có phải Khánh Thi đang nhìn anh phải không? Đâu? Thi đâu? Trời ơi. Thi ơi. Mời vào. Anh. Đồ anh dặn, em đã chuẩn bị dưới đây ạ. Cảm ơn em. Cho anh xin cái hóa đơn nhé. Thôi, để em tặng bà. Không được. Em là trợ lý riêng của anh. Không thể bỏ tiền túi ra mua đồ cho sếp thế này được. Công tử phân minh chứ. Vâng. Có gì nữa không em? Thời gian gần đây, em cảm thấy là hình như anh đang không hài lòng với em. Nếu như em có điều gì sai thì anh cứ góp ý ạ. Không, em là cô thư ký rất tuyệt vời. Tự tin lên. Cảm ơn sếp đã khen ạ.
Chị ngồi đi. Nói lại từ đầu cho chị Xuân hiểu, đống đồ này ở đâu ra? Con không biết, con vô can. Quy, dạ. Nói. Dạ, là đồ của nhà mình, con lấy trộm ạ. Anh chị giỏi thật, dám dùng xe của nhà tôi để tẩu tán đồ ăn cắp của nhà tôi. Nếu hôm nay không phát hiện ra, không biết việc này sẽ còn tiếp diễn đến lúc nào nữa. Người của chị rước vào đấy, chị tự xử đi. Chị kia. Dạ, chị đấy. Tại sao chị dám vào nhà tôi thông đồng với người làm để ăn trộm đồ hả? Chị ơi, chị, không, chị, không. Chị nhầm rồi. Đây là khách của tôi đấy, chị Bích. Hai người, tại sao hai người dám làm cái chuyện mất mặt như thế này hả? Nếu có thiếu thốn thì nói với tôi một câu chứ. Tại sao lại làm ra cái không chuyện... Không phải nói nhiều. Cho chúng nó nghỉ luôn đi. Nhà này không chứa chấp bọn ăn cắp, mèo mả gà đồng. Mẹ nói sao ạ? Vâng, chị ơi, chính tôi bắt quả tang hai người này đã lấy trộm đồ lại còn hú hí ở trong phòng ấy ạ. Hai người, hai người thật là... Tại sao dám làm cái chuyện đồi bại đó trong nhà tôi? Cô ơi, cháu biết lỗi rồi. Cô tha lỗi cho cháu ạ. Bà ơi, con xin bà, bà đừng đuổi việc con bà nhá. Tại vì mẹ con ở quê ốm nặng quá, con thiếu tiền nên con cháu dạy con làm liều ạ. Mẹ bị bệnh mà không lo làm việc lại rủ nhau vào nhà tôi hú hí. Còn anh kia, tài giấy như anh, rồi có ngày mang cả xe của con trai tôi đi bán đấy. Đưa chìa khóa đây. Bà, con còn đi đón anh Khang. Anh còn mặt mũi nào mà đón con trai tôi nữa? Để chìa khóa xuống. Dạ đây ạ. Chị Xuân, cho họ nghỉ việc luôn. Làm ngày nào tính tiền ngày đấy. Dạ vâng ạ. Anh Cồn, anh tìm cách giúp em với. Anh Cồn, đời anh gặp em là bất ổn rồi, đừng có theo anh nữa. Anh anh là thằng khốn nạn. Cô nói với bà một câu giúp cháu với. Cô, tao mà nói giúp mày, bà cũng đuổi tao ra khỏi nhà. Không biết là còn mất cái gì nữa không đây. Cụ ơi, cụ uống cốc nước đi ạ. Cảm ơn chị. Hôm nay chị đến chơi, nhà lại xảy ra chuyện như thế này, phiền chị quá. Không có gì đâu ạ. Chị ngồi đi, ngồi đi. Con xin phép cụ. May mà có chị phát hiện, chứ nếu không thì không biết cái việc này nó còn tiếp diễn đến bao nhiêu lần nữa. Không có gì đâu ạ. Tính con nó ngay thẳng, con nhìn thấy cái việc ngang trái là không thể nào mà chịu được. Chị Bích này. Dạ. Cái đống đồ này tôi cho đấy, chị mang về hết đi. Ôi, toàn đồ đắt tiền, con không dám nhận đâu ạ. Tôi đã cho thì chị cứ nhận lấy. Con xin phép cụ, con nghe điện thoại thế ạ. Alo, sao lại thế?
cứ nói với người ta là tôi chăm người già được. Việc gì tôi cũng làm được hết. Chị đang đi tìm việc à? À, vâng ạ. Con đang đi xin làm giúp việc nhưng mà bị từ chối rồi ạ. Chị biết này, hay là chị sang đây làm cho tôi đi. Cái cô quản gia của nhà tôi mới về quê mà cái quy thì tôi lại vừa đuổi rồi. Nhà tôi thực sự cần người giúp đấy. Ôi, thế thì may quá ạ. Ôi, phúc đức cho con quá. Con cảm ơn cụ. Có gì đâu. Mẹ ơi, con đã kiểm tra hết rồi. Ngoài những đồ này thì họ cũng không lấy thêm cái gì nữa đâu ạ. Chị cũng sáng mắt ra rồi chứ. Từ lần sau có tìm người ấy thì phải lựa chọn cho kỹ càng. Đừng có vội vàng rồi lại rước toàn những bọn trộm cắp vào nhà đấy. Con nhớ rồi ạ. Đây là chị Bích. Con biết rồi. Cảm ơn chị. Từ hôm nay chị Bích sẽ giúp việc cho nhà ta nhé. Mẹ đã quyết rồi ạ? Ừ. À cụ ơi, con thấy ở trong bếp đang bừa bộn quá, con tranh thủ dọn dẹp luôn nhé. Ừ, chị giúp tôi. Đấy, người ta cũng là người biết việc mà. Ấu, ấu. Này, ra nhờ cả. Có chuyện gì thế ạ? Kéo ổ vali vào nhà này. Nhưng mà chị đến tìm ai ạ? Gặp chị Sa. Chị đã hẹn trước chưa ạ? Cô đây, mày không có mắt à? Tao ấy là người chị Sa. Nhưng mà chị ơi, làm sao? Nhưng mà... Sao? Có chuyện gì mồ nào thế? Chị... em bị đuổi việc rồi. Cái gì? Thôi, bình tĩnh. Vào trong nhà đi. Chị ơi, tất cả là tại con mụ Bích ấy. Suốt ngày kiếm cớ răng chơi với cụ nhá. Xong rồi á, thấy cụ có nhiều lộc lá, tìm cách xúi cụ đuổi em ra khỏi nhà. Cô mà không phạm lỗi, ai người ta đuổi cô? Chị phải tin em chứ. Này, mụ ấy á, đúng là mụ rắn độc ấy chị ạ. Cố tình gài bẫy em. Em vừa đưa dài vào phòng, mụ giữ chặt cửa lại, rồi la hết ầm ĩ như một con điên ấy chị ạ. Cô là người ở, lại không biết phận mình. Bị người ta đuổi còn kêu oan ức cái nỗi gì nữa. Sao chị nói năng vô tình với em thế? Em là người của chị, lại còn làm ăn ten cho chị, thu thập thông tin ở bên nhà chị Xuân nữa. Chị sang nói với cụ giúp em một câu nhá. Cô biết rồi đấy, tôi và chị Xuân là chỗ thân thiết. Tôi chỉ muốn cô ở bên đấy xem bạn tôi sống với nhà chồng như thế nào thôi. Bây giờ thì tôi thấy yên tâm rồi, không cần đến cô nữa. Ôi chị, chị đừng vô tình với em thế. Bây giờ nhá, bây giờ cụ đuổi em ra khỏi nhà rồi. Chị cho em về đây với chị nhá. Bên này tôi đủ người rồi. Chị cũng lá mặt lá trái thật đấy. Lúc cần thông tin thì ngon ngon ngọt ngọt, dỗ dỗ rành rành. Có gì thì phải nói chị luôn. Giờ thì lại... Này, cô còn nói năng lảm nhảm nữa. Tôi cho người ném cô ra ngoài đường bây giờ đấy. Chuyện riêng nhà người ta, cô mang ra ngoài nói bậy nói bạ. Không sợ người ta kiện cho à? Chị... Sao chị lại đối xử với em thế? Em không biết đâu. Thôi thôi thôi, ra ngoài kia xem đồ đạc người ta đang vứt tung tóe ra kia kìa. Cả gia tài của em đấy. Mày chụp từng thứ cho mẹ rồi bán online cho mẹ đi nhá. Này 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 này, nhẹ tay một tí đi con ơi. Toàn đồ quý. Mẹ lấy mấy đồ này đâu ra ấy? Thật hay là pha ke đấy? Cái gì? Pha két á? Tao có pha két đâu. Pha ke. Pha ke là cái gì? Pha ke là hàng giả đấy. Ôi trời, giả thì mày nói là giả. Làm sợ toát mồ hôi. Bên đấy làm gì có cái cửa giả. Toàn đồ xịn cả đấy. Mà con trông như đồ dùng dở ấy mẹ. Mày cứ chụp lên, bán được cái nào thì bán, còn lại mẹ con mình tẩm bổ.
Úi dồi ôi, sao lại cho vào mồm luôn như thế hả? Khổ chứ chị Lị. Phí của, mày nhặt lên ngay, nhặt lên. Cho vào mồm ngay. Nhưng mà cứ nhạt nhạt kinh kinh. Xâm đi con ạ, mình không có mà ăn đâu. Ăn đi, không bổ cái nọ thì bổ cái kia. Nhưng mà... Kệ, mình cứ nuốt ực một cái là xong. Đấy, chụp từng cái một nhá. Đồ này đâu ra đấy mẹ? Mẹ không nói rõ là con tịch thu đấy. Mày giỏi nhỉ, mày dám động vào đi. Ôi, thôi, 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 thôi được. Tao xin đấy. Mãi mày có cái chỗ để làm ăn. Chị đừng phá đám. Này, nó lại ra ngóng trai đây. Không phải đâu, chị đang chờ bố ấy. Bố nào? Bố ruột chị ấy. Cái gì? Chị lắp camera ở chờ ông ấy mà. Ô, thế ông ấy đã từng đến đây rồi à? Còn biết đâu. Làm gì có ai đâu mà em sủa. Em cũng mong gặp giống chị đúng không? À chíp, chíp Hâm ơi. Hóng gì đấy? Có đúng bác đấy không hả chị? Không. Mà em đoán ấy, bố chị không lom dom đâu. Bác ấy chắc chắn phải là thuộc tầm cỡ đại gia, rồi là đi xế hộp đàng hoàng thì mới có nhiều tiền như thế cho chị chứ. Ai bảo mày thế? Thì mẹ, chứ không chị lấy đâu ra. Chẳng ai cho không mình cả đống tiền như thế. Nói luyền thuyền. Mà em tiên đoán nhá, bố của chị kiểu gì cũng phải là đẹp dai, bóng loáng, phong độ, rồi là cao, thật là cao. Nhìn chị như này cơ mà, chứ không như em. Đúng rồi. Nơi nào thì giống nấy. Chị chót làm con tôi rồi. Cố mà chịu. Con treo mẹ tí thôi mà. Chứ mẹ của con á, xinh nhất thế giới. Sao? Con đã gặp được bố đẻ của con chưa? Hay là gặp rồi mà còn giấu? Mẹ lại bắt đầu đấy. Mẹ bảo này, mẹ cũng chả nhỏ nhen gì đâu. Nếu mà con gặp bố con rồi thì cứ nói đến đây gặp mẹ. Thực ra thì mẹ cũng chỉ tính cái phí 20 mấy năm nuôi con thôi, chứ cũng chả to tát gì đâu. Hai đứa ngủ sớm đi. Diệp, nhớ làm việc mẹ dặn đấy. Vâng. Này, mỗi chuyến đi trừ chi phí đi rồi là mình còn được 1,2 triệu, mà một tháng mình đi 15 chuyến. Ông thử tính xem. 10 chuyến là 12 triệu, là 18 triệu. 18 triệu mà mỗi thằng 9 triệu là mình thoải mái rồi, không phải nuôi vợ con gì. Thế là ổn rồi, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Xuống xe. Bọn đã xin đều để cho nó mấy đồng chị nè. Nhanh lên. Tiền này anh ơi. Bố mới cần mấy đồng tiền này hả của chúng mày à? Xuống xe. Chúng mày chỉ là quốc cầm đúng không? Toàn gốm sứ thôi anh ơi. Xuống xe mở thùng bố mới kiểm tra. Nhanh lên. Bướng lên. Xuống xe. Bướng lên. Chúng mày bướng à? Cứ ngồi thịt đi định ra xe à? Để cho nó phá xe à? Chúng mày làm cái gì đây? Hả? Làm gì? Chúng mày là bọn nào? Biến hết! Này! Chúng mày không biết đâu à? Nó vừa đi tù 20 năm về tội giết người về đây! Biến! Biến ngay! Biến ngay!
đây này. Hai ông về rồi à? Tưởng bùng luôn chứ. Chúng nó xin ít tiền thì xì ra vài đồng cho nó xong đi. À, lại còn nổi máu yên hùng làm cái gì? Chỉ có thiệt thân thôi. Mà có yên hùng gì đâu. Cứ đặt mặt ra để cho nó phá nát cái xe ra. Mà tôi nói cho cô biết chứ, chú là chú ấy nhịn đấy. Chú mà ra tay à, 10 cái tốp này đối chú không là cái gì. Thôi, hai ông muốn làm gì thì làm. Lo tiền mà sửa xe cho tôi đi. Rồi nghỉ việc luôn. Cô ạ, hai anh em tôi gom lại cũng chỉ gần đủ 2 triệu, không đủ tiền sửa xe. Cô xem có việc gì cho hai anh em tôi làm, rồi trả nợ dần được không? Nói thật này, tôi một mình ở đây, vừa lo quản lý hàng, tìm mối hàng, cả trăm thứ việc ấy. Nên các anh về đây ấy, thì làm việc cho nó đàng hoàng tử tế vào. Vâng. Chứ đừng lấy cái mác tù ra ấy, mà dở thói lưu manh ấy, là không có được đâu. Vâng.